Là mình là tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Gấm, năm nay là mình 40 tuổi rồi và mình cũng có thời gian công tác ở trong ngành y khoảng hơn một chục năm. Và hiện tại thì mình có làm ở tại phòng khám ở nhà và kết hợp với việc là mình cũng vẫn giảng dạy về các cái môn học của năm thứ ba của sinh viên đại học y. Thế thì cách đây khoảng tầm gần 10 tháng thì mình có sinh em bé thứ ba, và với một cái người mẹ mà có độ tuổi là 40 tuổi mà sinh em bé thứ ba thì cái khả năng mà về form, về vóc dáng cũng sẽ rất là chậm. Và cũng giống như các cái câu chuyện chia sẻ của các chị lúc nãy ấy, thì như của chị Hồng thì là chị cũng có sinh em bé và chị cũng tăng cân. Và mình thì cũng từ tháng thứ hai, từ tháng thứ ba đã lăn tăn đi tìm tất cả các giải pháp để giảm cân làm sao đấy mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng không ảnh hưởng đến em bé. Thì đến khi mà em bé của mình được 4 tháng ý, thì mình rất là may mắn là có một cô bạn đồng nghiệp, đó là cũng là bảo sau này cũng là bảo trợ của mình, đó là bạn Hoài Nguyễn. Thì bạn ấy đã có bài chia sẻ ở trên Facebook cá nhân về cái sản phẩm Meal Replacement mình này, và mình thì cũng tò mò và mình cũng có hỏi, bởi vì xuất phát từ cái niềm tin là bạn ấy cũng làm trong ngành y. Thì bạn ấy chia sẻ thì rất là có tâm và rất là thực rồi, nhưng mình cũng không có nghi ngờ gì cả và mình cũng order luôn một cái set để mình dùng thử. Thế sau đó thì bạn Hoài cũng có gợi mở với mình rằng là chị dùng mà hiệu quả rồi thì chị cứ thử dùng đi. Thì tháng đầu với tháng thứ hai là mình chỉ duy trì mình dùng thôi. Và mình thấy là nó hoàn toàn là giảm được cân nặng. Mình uống lúc đầu mình chưa quen thì mình chỉ uống một bữa thôi để thay thế bữa sáng. Sau đấy thì mình thấy uống quen rồi thì mình tăng lên thành 2 bữa. Thì mình dùng cái công thức rất là đơn giản, đó là mình dùng sơ với cả dùng MRP thôi. Mình cũng chưa dùng compo. Thế thì cái kết quả cân nặng của mình thay đổi được chuyển từ size L về đến size M. Và bây giờ thì mình cũng đang mặc size M nhưng mà cơ thể của mình nó thon gọn hơn và nó săn chắc hơn. Thì cũng làm trong ngành y và cũng tiếp xúc với rất là nhiều đối tượng có nhu cầu về kiểm soát cân nặng ấy. Thì mình cũng thấy rằng là đây cũng là một cái cơ hội để mình có thể chia sẻ với mọi người và cũng được sự hướng dẫn của bạn Hoài. Thì sau này có bảo trợ Thủy nữa, thì dẫn dắt thì mình cũng có thực hiện được một số các cái deal để bán hàng, cũng thử sức thôi vì chưa bao giờ làm cái điều này cả, cũng chưa bao giờ kinh doanh hệ thống. Kinh doanh truyền thống thì rất là lâu rồi nhưng mà kinh doanh hệ thống mình chưa bao giờ. Đấy thì mình thấy là sau một thời gian mình làm thì mình nhận ra một điều rằng là cái công việc này nó sẽ giúp ích cho rất là nhiều người có mong muốn giống như mình. Ngoài cái việc là giảm cân ra thì còn có những cái vấn đề khác nữa, vấn đề về sức khỏe. Thì mình cũng mạnh dạn để mình làm và mình cũng thấy rằng là nó rất là tốt. Và kết quả thì thu được là như lúc nãy bảo trợ Trang Phạm có chia sẻ thì mình rất là vui để đón nhận cái kết quả này. Và mình cũng muốn chia sẻ thêm về cái câu chuyện của mình. Tức là cái cách mà mình có thể tiếp cận được với đối tượng khách hàng thì mình cũng muốn nói với các anh chị em ở trong hệ thống mình rằng là gì, để mà phát triển được cái công việc kinh doanh của Oriflame ý, thì cái việc là chúng ta bán mỹ phẩm nó sẽ rất là vất vả. Nhưng và cái nhu cầu của khách hàng bây giờ thì gặp phải cái sự cạnh tranh rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta có thể là phát triển hơn nữa bằng cái công việc là chúng ta kinh doanh các cái sản phẩm theo chủ đề. Thế thì cái việc mà chủ đề giảm cân là một cái mà rất là trend, tức là nó đang là một cái xu hướng, bởi vì là xã hội càng phát triển thì cái việc là kiểm soát về dinh dưỡng nó sẽ càng càng phức tạp. Mà trong đó thì cái bộ sản phẩm của mình thì như các nhà phân phối đã biết rồi đấy, thì là nó có những cái thành phần hết sức là đầy đủ và cân bằng và có thể là thay thế hoàn toàn cho mình một cái bữa ăn. Nói như thế thì mình đã hiểu rằng là nó cân đối về chất dinh dưỡng và nó rất là tốt cho cơ thể, và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta không phải lo lắng gì về cái vấn đề là tác hại của việc giảm cân cả. Và đấy là việc đầu tiên. Việc thứ hai nữa là khi mà mình tư vấn cho mọi người thì mọi người đã có nhu cầu thực sự rồi thì mình phải lắng nghe cái nhu cầu của mọi người. Cũng không phải là ai cũng có điều kiện để mua combo đâu, thì chúng ta phải tùy theo từng hoàn cảnh, tùy theo từng trường hợp ấy. Có những trường hợp thì chúng ta sẽ yêu cầu họ là thay thế bữa ăn để mục đích để giảm cái đầu vào, năng lượng đầu vào.
đồng thời phải kết hợp với việc là giải phóng năng lượng đầu ra. Thì chúng ta tập tập luyện thì bí quyết của mình ở đây là mình không không có thời gian, do đó mà mình cũng không tập nhiều đâu. Mình sẽ chỉ tập khoảng 20 phút một ngày thôi, và yêu cầu của cái chuyện tập luyện đấy đó là phải giải phóng được năng lượng, và cái dấu hiệu để giải phóng năng lượng đó là mình sẽ phải ra mồ hôi. Đấy. Còn nếu như mà mọi người mà cứ nói rằng là tập thể dục nói chung á thì sẽ rất là khó để có thể giải phóng được năng lượng, và cái việc là giảm cân của khách hàng nó sẽ rất là không hiệu quả. Đấy là cái bí quyết đầu tiên. Bí quyết thứ hai nữa là mọi người nên theo dõi sát khách hàng của mình, bởi vì bây giờ thì có rất là nhiều sự cạnh tranh từ các cái sản phẩm khác nhau đúng không ạ? Giảm cân rồi uống rồi tiêm rồi cấy rồi phẫu thuật rồi các cái sản phẩm chức năng rất là nhiều. Như vậy thì làm thế nào để mình có được một cái tập khách hàng để mình có thể phát triển được trong cái công việc kinh doanh của mình, thì mình phải theo dõi, và mình cũng học từ các cái bảo trợ thôi. Có nghĩa là như các bảo trợ cũng đã hướng dẫn là mình có danh sách khách hàng biết ra, sau đó mình có nhật ký sử dụng sản phẩm của khách hàng, và mình cứ đến ngày đấy tháng đấy thì mình sẽ xem lại và mình sẽ hỏi xem là họ dùng hết chưa và họ dùng hiệu quả như thế nào. Và đặc biệt là những người mới người ta dùng ấy, người ta chưa biết cách thì mình lại phải có thể là mình sẽ phải hỏi thăm vài ngày, mình sẽ hỏi thăm để biết được rằng là họ dùng có đúng không, có đủ không, và mình cần có điều chỉnh gì không. Ví dụ như có những người thì người ta chậm giảm cân thì mình lại yêu cầu người ta là tăng bữa lên, hoặc là người ta tăng cái số lần số số thời lượng tập lên. Đấy, tức là mình sẽ điều chỉnh bằng hai cách. Cách thứ nhất là mình có thể tăng bữa lên, hoặc cách thứ hai là mình sẽ có thể là tăng cái thời gian tập để giải phóng năng lượng hơn, tùy từng cơ địa của những người mà khó giảm hay là những người dễ giảm. Có những người rất khó giảm thì người ta béo lâu năm rồi, và những cái người đấy là thường cái chuyển hóa của người ta rất là cao, giống như mọi người hiểu là người ta ăn cái gì cũng béo, thậm chí là không ăn gì cũng béo, hoặc là có người cứ trêu là uống nước thôi cũng đã thấy tăng cân rồi ấy. Đấy là những người mà cái chuyển hóa của người ta rất là cao đấy, tức là người ta hấp thụ gần như 100% năng lượng trong khẩu phần ăn. Như vậy thì cái việc là mình tăng bữa ăn lên và tăng thời lượng tập lên nó sẽ là điều quan quyết định để mình có thể khẳng định rằng là với khách hàng của mình là cái việc giảm cân hiệu quả. Tóm lại là mình cũng chỉ áp dụng các cái công thức như là, một là mình kê combo đối với những người có điều kiện, còn đối với những người không có điều kiện thì mình có thể kê bằng là sơ và MRP, và tốt nữa hơn nữa là mình sẽ kê thêm cho họ cái omega 3, là ba cái sản phẩm đấy. Thế thì sau đó thì mình sẽ theo dõi khách hàng của mình để mình có thể điều chỉnh cho khách hàng của mình. Và thậm chí có người thì người ta vì cái điều chỉnh đấy người ta có thể là giảm được cân rồi nhưng người ta thấy khỏe hơn và người ta tin về sản phẩm, thì người ta lại có thể có cái deal khác cho mình, tức là người ta sẽ mua mua duy trì, hoặc là người ta giới thiệu cho những người khác, hoặc thậm chí người ta sẽ trở thành những nhà phân phối. Thì trong số khách hàng của mình thì có một nhà phân phối đó là bạn Quách Thủy, đó là bạn ấy cũng có chia sẻ là bạn ấy chưa giảm được cân khoảng tầm 9 cân trong vòng gần 3 tháng. Thì bạn ấy cũng 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 là một cái vấn đề, đó là bạn ấy tin dùng sản phẩm và bạn ấy lại có thể là chia sẻ được cho nhiều người và lan tỏa được cho nhiều người. Như vậy thì chúng ta cũng đạt được những cái mục tiêu như là chúng ta vừa bán đúng không ạ, bạn là và chúng ta vừa tuyển. Đấy thì sẽ có ba cái chia sẻ về cái công việc Oracle này để cho mọi người. Thế còn đi sâu về chuyên môn hơn, về y hơn thì mình khẳng định luôn là với những cái kiến thức y học mà mình biết trong vòng hơn 10 năm qua thì mình thấy rằng là cái sản phẩm MRP của Oriflame nó vô cùng tuyệt vời, bởi vì là trong một khẩu phần ăn theo hướng dẫn thì cái sản phẩm MRP này nó sẽ có khoảng chứa khoảng tầm 270 kilocalo năng lượng, và cái phần này thì nó hoàn toàn để đáp ứng cho một bữa ăn cho một người với đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, các cái vitamin, và đặc biệt là sản phẩm lại có ưu điểm là không chứa chất biến đổi gen, và cái protein lại không phải là từ đậu nành mà từ đậu Hà Lan. Thì mình rất là yêu thích và dùng sản phẩm, và cũng không biết là có phải là do mình dùng sản phẩm hay không, nhưng mình thấy mọi người đều nói rằng là dạo này thấy da rẻ sáng lên, đẹp lên. Thế thì mình cũng thấy là càng ngày thì mình cảm thấy là trải nghiệm về cái sản phẩm này rất là yêu thích đó. Và thêm một cái lời có thể nhắn nhủ với tất cả các chị em và phân phối Ori nữa, đó là xung quanh chúng ta có rất nhiều đối tượng để cần được kiểm soát cân nặng mà chúng ta chưa khai thác được hết, từ người lớn này, trẻ em này, người già, có bệnh đều có nhu cầu về kiểm soát cân nặng hết.
và nam nữ đều có hết. Vậy thì chúng ta quan sát những người xung quanh chúng ta, và chúng ta làm, nếu như chúng ta có thể thì chúng ta có thể có những cái bài review kết quả của khách hàng ấy, và chúng ta chia sẻ, thì lúc đó thì sẽ càng tăng cái độ tin cậy của khách hàng đối với cái việc chúng ta tư vấn, và chúng ta sẽ phát triển được cái kênh bán hàng theo cái chủ đề giảm cân này. Đó. Thì đấy là những cái mà mình có thể chia sẻ với mọi người để mọi người có thể tham khảo để áp dụng để có thể phát triển được cái công việc kinh doanh. Và một lời cuối cùng là mình rất là cảm ơn Audioplay, bởi vì là buổi chia sẻ hôm nay thì mình thấy rằng là mình đây là một cái buổi mà mình có thể nói là mình rất cảm ơn cái dòng sản phẩm này, bởi vì đã có thể giúp cho mình đạt được cái mục tiêu mình mong muốn. Thứ nhất là có một cái công việc kinh doanh thêm này, có được một cái sức khỏe này, và có được cái cân nặng theo mong muốn này, và có thể giúp đỡ được mình.